Gái xinh cướp chồng. Ngày xưa, trên quần đảo Hawaii ngập tràn những vũ điệu hoang dã. Người ta vẫn truyền tai nhau về khu rừng thiêng. Nơi ấy là mái nhà của Hiika, nữ thần của vũ điệu hula vui nhộn, người nắm giữ y thuật huyền bí nhất ở quần đảo Hawaii. Nàng là em gái của nữ thần núi lửa Pele. Wow, nữ thần Hiika thật thân thiện và hiền hậu. Chẳng buồn cho chị gái của nàng ấy là nữ thần núi lửa Pele. Hừ tí nổi giận, thả nham thạch trừng phạt ai đó không vừa ý. Shhh, nói nhỏ thôi. Pele mà nghe thấy là chúng ta nguy to đấy. Hiika em gái ta vẫn hay bày tỏ những trò ngu xuẩn này, thật nhảm nhí. Xin chào cô, tên tôi là Lohia, là tộc trưởng của bộ tộc Hanauma. Hôm nay tôi tới đây để đặc biệt cảm ơn nữ thần Hiika xinh đẹp vì đã dạy quần đảo chúng tôi thêm những y thuật chữa bệnh quý hiếm. Hy vọng với tài đức của ngài, bộ tộc Hanauma sẽ luôn thịnh vượng. Ta chưa từng gặp một chàng trai nào khôi ngô, tuấn tú nhường ấy. Nghe nói chàng ta vẫn chưa kết hôn đâu, thưa nữ thần Pele. Cần phải bắt Lohia về đây ngay. Ta muốn cử hành hôn lễ với chàng ấy. Bẩm nữ thần, chuyện kết hôn trăm năm này bảo là đi bắt người ta về, liệu có hoang đường lắm không ạ? Vì lệ ta xưa giờ muốn cái gì mà chẳng được. Nếu như chuyện này mà làm không ổn thỏa, chắc chắn sẽ tạo sự phẫn nộ cho Lohia và bộ tộc ạ. Người nói cũng phải. Ta cần chọn một người nói năng hòa nhã và có sức ảnh hưởng để thuyết phục Lohia. Dạ thưa nữ thần, liệu còn ai khác ngoài nữ thần Hiika, em gái của người? Lỡ đâu nó quyến rũ mất Lohia của ta thì sao? Nhưng nếu không phải Hiika thì sẽ chẳng phải ai khác có thể làm chuyện này cho ta. Người đâu, theo ta tới cung điện của Hiika. Sau khi tới năn nỉ dọa dẫm Hiika, cuối cùng Pele cũng nhờ được em gái mình đến quần đảo Hanauma. Lohia, tôi có chuyện quan trọng muốn cầu xin chàng. Nữ thần Hiika, chuyện gì khiến nàng đích thân tới đây? Thật thứ lỗi cho tôi, Pele muốn tôi đưa chàng về để kết duyên cùng chị ấy. Trời ơi, làm gì có ai muốn lấy Pele cơ chứ? Nhưng ta và Pele chẳng hề có tình yêu, ta không thể lấy nàng ấy được đâu. Lohia, nếu chàng không cưới Pele, chị ấy đe dọa sẽ cho núi lửa thiêu rụi cả quần đảo Hanauma này đó. Nếu không lấy được Lohia, cả quần đảo và bộ tộc Hanauma sẽ không thoát khỏi cái chết trong biển lửa của ta. Vì không muốn chuyện ấy xảy ra nên tôi mới cầu xin chàng hãy đồng ý đó. Tộc trưởng, ngài nên suy nghĩ cho kỹ. Tương truyền rằng chỉ có người vô tình hái hoa Lohua quanh chân núi lửa của nàng ta cũng sẽ bị nàng ta thiêu chết dưới dòng nham thạch. Trời ơi, xin tộc trưởng ngài cứu lấy chúng tôi. Sinh mạng cả bộ tộc nằm trong tay ngài đó, tộc trưởng Lohia. Thôi được rồi, nàng hãy đợi qua đêm nay, ta thu xếp xong mọi việc để hôm sau đi cùng nàng, tất cả vì bộ tộc của ta. Được, nếu trên đảo có ai cần ta chữa bệnh, ta sẵn lòng giúp đỡ. Nguy rồi, con rắn thần ở hốc đá cùng nước cổ của đảo Hanauma. Đây là con rắn thành tinh, cứ 1000 năm lại ngôi lên một lần. Lùi lại Hiika, con rắn thần này có thể lấy mạng cả nữ thần là nàng đấy. Hiika, ta xin lỗi vì lại hứa với nàng vì đám cưới với Pele, nhưng có lẽ ta sẽ không thể trở về cùng nàng được nữa. Nhất định ta không để nàng chết đâu. Ha ha.
Tộc trưởng của chúng ta, chúng ta phải chôn cất ngày ấy tử tế. Ta sẽ hồi sinh Lohia, nhưng quá trình này phải mất rất nhiều ngày tháng. Ngươi hãy đưa Lohia trở về đúng trong vòng 7 ngày. Chàng đã hy sinh tính mạng để cứu ta, ta không thể để chàng ra đi như vậy. Ta đành lỗi hẹn với Bê Lê rồi. Vậy là Iika dùng hết khả năng y thuật của mình để hồi sinh sự sống cho Lohia. Nhưng quá trình này đòi hỏi nhiều thời gian nên không thể về kịp hạn 7 ngày mà Bê Lê đã giao hẹn với nàng. Đã quá thời hạn 1 tháng vẫn chưa thấy Hiika trở về. Nhất định nó đã quyến rũ Lohia. Ta sẽ phá tan thành khu rừng của nó. Hỡi các thần dân, nữ thần của các ngươi đã cướp đi người mà ta hằng ao ước được kết duyên. Các ngươi sẽ phải hứng chịu tội lỗi nó đã gây ra. Hiika, sao cả khu rừng lại hóa đá thế này chứ? Nhất định là Bê Lê đã trả thù ta. Hiika, ngươi đã phản bội ta. Bê Lê, chuyện em trở về sai hẹn là vì em phải làm lễ hồi sinh cho Lohia. Đúng là vậy, nếu không có nàng ấy thì ta cũng không thể quay về đảo này để gặp nữ thần đâu. Ta đã nhìn vào mắt Lohia, rõ ràng chàng có tình cảm với ngươi. Ta sẽ hủy hoại nhan sắc xinh đẹp của ngươi, em gái ạ. Hiika, Bê Lê, ngang thế đủ rồi. Thần biển, tôi sẽ tha thứ cho cánh đường này nếu như Lohia làm lễ cưới với tôi. Lohia, cánh đường vô nghĩa, lời nguyền sẽ được hóa giải bằng một đám cưới. Được rồi, giờ chỉ cần cô ta trả lại sự sống cho cánh rừng và chữa trị vết thương cho Hiika. Bê Lê, nàng hãy giữ đúng lời hứa của mình đi. Tại sao khu rừng vẫn im ắng vậy? Chính Bê Lê cũng không hóa giải được lời nguyền hóa đá của cô ta sao? Ta hiểu Bê Lê, ngươi không thể vẫn còn được hạnh phúc đâu. Tình yêu đích thực phải đến từ sự tự nguyện. Một tình yêu cưỡng ép sẽ không thể hóa giải được lời nguyện cho khu rừng. Không thể nào. Người mà ta muốn cưới thực sự không phải là Bê Lê. Người mà ta yêu là Hiika. Bê Lê, dù có cướp được Lôi A về, ngươi cũng vĩnh viễn không bao giờ có được trái tim của chàng ta. Vậy là nàng Hiika lương thiện đã tìm được tình yêu của mình với chàng tộc trưởng Lohia. Hai người làm lễ cưới trong niềm hân hoan của cả quần đảo Hawaii và sống bên nhau hạnh phúc suốt đời. Gia đình người thợ đóng giày. Cả tuần nay không có khách, trời lại rét mướt thế này. Sáng vợ nói cả nhà chỉ còn mỗi một ổ bánh mì. Không biết những ngày tới sẽ sống bằng gì đây. Cậu ta sẽ chết cống mất. Không lẽ... Không được, mình phải dìu cậu ta về mới được. Chứ ở đây thì chết lạnh mất.
mình lấy cho cậu ta thứ gì đó để ăn đi. Cậu ta sắp chết đói và rét đến nơi rồi. Anh có biết nhà mình chỉ còn một ổ bánh mì cho bữa tối nay chứ? Chúng ta không ăn một bữa có sao đâu. Còn cậu ấy có lẽ đã nhịn đói mấy ngày nay rồi. Nếu không được ăn, cậu ấy sẽ chết đói mất. Cậu mau ăn đi. Thôi nào các con, lúc này cậu ấy cần được ăn hơn chúng ta. Lẽ nào cậu ấy bị... Cậu ấy bị thiểu năng trí tuệ, thật tội nghiệp. Tuyết cứ rơi nhiều thế này, biết lấy gì ăn? Trong nhà chỉ còn một ít bột mì nữa thôi anh à. Phần con nữa. Thôi nào, các con sẽ có phần hết. Thế mà, mình cứ tưởng cậu ta là người vô gia cư, phải đến ngay đồn cảnh sát thông báo mới được. Thành thật vô cùng cảm ơn anh chị. Nếu không có anh chị, thì thật không biết con chúng tôi sẽ thế nào. Đó là điều nên làm. Chúng tôi cũng rất vui mừng khi cậu ấy tìm lại được gia đình của mình. Chúc mừng ông bà. Được biết anh là thợ đóng giày giỏi, tôi rất lấy làm vinh hạnh. Muốn mời anh đóng giày cho toàn bộ công nhân của nhà máy tôi hàng năm. Anh có thể đồng ý chứ? Tất nhiên rồi, thưa ngài. Tôi sẵn sàng. Chính lòng tốt, không chút toan tính của gia đình Simon đã mang đến cơ may và nguồn sống mới cho họ trong lúc khó khăn nhất. Cuộc sống luôn mang đến những điều tốt đẹp cho những người biết chia sẻ và yêu thương người khác. Quả bầu chúa. Ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có hai anh em cha mẹ mất sớm. Em trai này, người ta bảo lao động là vinh quang, gia sản cha mẹ để lại, anh nhường em mảnh đất để em lao động. Còn anh xin nhận ngôi nhà. Trời ơi, mảnh đất khô cằn ấy sao mà trồng trọt được? Có sức người sỏi đá cũng thành cơm mà em. Cố lên em trai. Thôi biết làm sao được, ở hiền gặp lành, mình cứ chăm chỉ làm việc, biết đâu. Thưa ông, một xu này thì mua được mấy bao hạt lúa giống ạ? Mấy bao hả? Cút ngay không, ta cho bao cát vào mặt bây giờ. Một xu mà đòi mua hạt giống à? Con cần gì con trai? Cụ ơi, con rất muốn mua cho cụ một cái gì đó, nhưng con chỉ có ngần này tiền. Một xu là đủ con trai, ta bán cho con một hạt giống may mắn. Hãy chăm chỉ làm việc, điều tốt lành sẽ đến với con. Hạt giống may mắn sao? Người em gieo hạt giống xuống mảnh đất cha mẹ để lại và chờ đợi một điều may mắn đến với mình. Thế mà xuân qua hạ tới thu sang, không một lá mầm nào vươn lên mặt đất. Hạt giống vẫn ngủ yên trong đất như thể nó chưa từng tồn tại. Người em vẫn không thôi hy vọng. Và rồi khi mùa xuân đến, từ hạt giống tưởng chừng đã ngủ quên, một lá mầm vươn khỏi mặt đất và lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu, một dây bầu đã lan nhanh và phủ kín mảnh đất. Ôi chao, loài bầu gì mà lớn nhanh đến thế? Kỳ lạ chưa? Mới hôm qua chưa thấy gì mà. Dù người em chăm sóc đến đâu, cây bầu cứ lớn mãi và chẳng thấy đậu quả. Cây có lớn mà không có quả,
không biết điều lành hay điều dữ đây. Sao lại là điều dữ được nhỉ? Từ mảnh đất khô cằn thế này, mày vẫn vươn lên, mày đã rất cố gắng rồi, phải không? Trời ơi, kỳ lạ quá. Quả bầu lớn mãi như không muốn ngưng. Từ xưa đến nay, người ta chưa trông thấy quả bầu nào to đến thế. Ai cũng gọi quả bầu ấy là quả bầu chúa. Loa 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 loa, mời bà con cô bác gần xa ra nghe thông báo. Nhà vua mở tiệc mừng thọ, một bữa tiệc lớn nhất từ trước đến nay. Mời bà con cô bác làng trên xóm dưới đến dự. Các ông các bà ơi, về chuẩn bị lễ vật đi mừng thọ nhà vua thôi. Nhà tôi có một tranh tứ bình, nhanh về chuẩn bị đi bà con ơi. Mình biết lấy gì mừng thọ nhà vua đây? À, quả bầu này tự tay mình chăm sóc, trải qua bao mưa nắng mà lớn lên. Tuy quê mùa nhưng là một tấm lòng thơm thảo. Mình sẽ dâng biếu nhà vua. Thưa nhà vua, tôi dâng biếu nhà vua quả bầu chúa. Chúc nhà vua sống lâu trăm tuổi. Quả bầu kỳ vậy, của ngon vật lạ trên đời ta thấy đã nhiều, nhưng quả bầu to như vậy ta chưa từng thấy. Ngươi trồng bằng loại hạt giống nào mà to vậy? Hay ngươi gặp may nên trồng được một quả bầu to như thế? Dạ, đúng là con gặp may ạ. À, con được một cụ bà bán cho một hạt giống may mắn. Con gieo trồng chăm sóc mãi mới được một quả bầu. Không ngờ nó to thế này. Chắc chắn đây là một quả bầu may mắn. Con muốn tặng may mắn ấy cho nhà vua. Ta xin nhận tấm lòng của ngươi để cảm ơn. Ta ban cho ngươi vàng bạc, trâu bò và đồng ruộng. Ngươi cứ chăm chỉ làm ăn, cuộc sống sẽ sung túc hơn. Dạ, con cảm ơn nhà vua. Không thể tin nổi, em ta chỉ biếu nhà vua một quả bầu quê mùa mà được ban thưởng bao nhiêu vàng bạc, trâu bò, ruộng đất thế này. Nếu ta bán ngôi nhà cha mẹ để lại, để mua những của ngon vật lạ đem dâng biếu, chắc nhà vua sẽ cho thưởng hậu hĩnh nhiều hơn. Ta thật cảm ơn tấm lòng của ngươi, không biết ta nên thưởng gì cho xứng đáng. À, có lẽ tốt nhất là thưởng cho ngươi một thứ quý hiếm nhất trên đời. Quý hiếm nhất trên đời sao? Hầu đâu, mang ra cho ta quả bầu chúa để đem thưởng cho người này. Hả? Gì cơ? Xin chúc mừng anh. Trời ơi, nhà cửa, của cải bán sạch rồi. Giờ chỉ có quả bầu này. Mình biết làm gì với quả bầu quê mùa này đây? Trời ơi là trời. Chàng nho sĩ và cốc thần. Ngày xưa, tại bản Mường, có một chàng nho sĩ nghèo nhưng rất chăm học. Nhà cửa chàng chỉ là một túp lều, tài sản chỉ có một con dao quắm và một chồng sách. Làm bạn với chàng, chỉ có một con cốc tía nhỏ bé. Năm ấy, nhà vua mở khoa thi chọn trạng. Sĩ tử khắp các phương trời đều tấp nập về kinh dự thi. Thấy chàng nho sĩ vào kinh ứng thí, cốc tía xin được đi theo để bảo vệ và ở bên cạnh chàng. Chúng ta sẽ nghỉ tạm ở lều này cốc nhé. Dạ vâng. Úi, ai kia? Mạch vẫn còn đập, chắc người này cũng là một sĩ tử lên kinh dự thi giống như ta. Ông ai? Con xem bộ, nó là người không có thủy chung gì cả. Hạng này nếu không phải là gian phi thì cũng là kẻ bội bạc, cứu hắn làm gì? Gặp kẻ hoạn nạn mà không cứu chữa không phải là người quân tử. Dù có khó nhọc bằng 10, ta cũng không thể bỏ qua được. Nếu hắn chưa đến ngày tận số mà được sống lại thì ta lại có thêm một người bạn đường, càng hay chứ sao. Ông hãy để viên ngọc này vào mỗi người chết thì người chết lập tức sẽ sống lại. Ôi, anh tỉnh rồi à? Anh là... Tôi là thí sinh lên kinh dự thi. Đi qua đây định vào trú nhờ thì thấy anh nằm bất tỉnh. Cũng may là anh đã tỉnh lại rồi. Ôi, thế là chúng ta cùng đường rồi. Chúng ta hãy đi cùng nhau làm bạn trên con đường cho đỡ buồn nhé. Ôi, việc gì anh phải khách sáo mời tôi ăn ở quán sang trọng này chứ? Điều đó đâu sánh bằng việc anh đã cứu tôi đâu. Nhưng tôi có việc này thấy hơi lạ. Lạ ư? Hôm nọ tôi đi đường xa bị cảm nặng, các bạn đồng hành của tôi bỏ tôi nằm lại ở lều. Nếu không có anh ra tay cứu chữa thì tôi đã hóa ra ma mất rồi. Công ơn của anh sau này tôi xin đền đáp. Không biết anh có thuốc linh đan hay phép thuật gì mà cứu sống được tôi vậy?
Tôi có viên ngọc cải tử hoàn sinh này đây. Tôi chỉ cần đặt viên ngọc này vào mũi thì người chết dù tắt thở đã 3 ngày cũng sống lại tức khắc. Thật vậy sao? Tôi có thể cầm nó xem một lát được không? À, được thôi. Ôi, nhỏ thế này mà có tài cải tử hoàn sinh ư? Ôi, đánh nhau, sao ai lại đánh nhau ngoài đường thế kia? Đâu, đâu? Kìa, anh làm gì vậy? Con vừa đi một lúc thì đã có chuyện rồi, mà con đã bảo ông đừng có cứu chữa cho hắn mà. Nếu hắn là người tốt thì các bạn cùng đường chắc đã không bỏ hắn nằm chết ở giữa nơi rừng vắng ấy. Nhưng sớm muộn, viên ngọc đó cũng sẽ trở về thôi. Bây giờ ông hãy mau mau vào tâu vua, để sau này nhà vua xét xử hoàn lại cho ta viên ngọc. Đành vậy thôi. Nghe Cốc nói, chàng nho sĩ xin vào triều tâu với nhà vua và nói rõ đặc tính của viên ngọc cho vua nghe. Vua hứa là sẽ xét tìm hộ chàng viên ngọc và bắt phạt kẻ gian phi. Ôi con ơi, con tỉnh lại đi. Công chúa ơi, nàng tỉnh lại đi. Sao mới một đêm thôi mà con lại ra nông nỗi này? Tỉnh lại đi con gái của ta. Hai. Bấm hoàng thượng, thân sức hèn tài mọn, không có cách gì để cứu chữa cho công chúa. Tất cả giờ chỉ trông vào duyên của công chúa với cõi đời này thôi ạ. Người đâu, mau dán bản tìm danh y và thông báo khắp kinh thành. Ai cứu sống công chúa sẽ được tuyển làm phò mã. Tìm danh y cứu sống công chúa ư? Sẽ được tuyển làm phò mã ư? Hay lắm, đây là dịp tốt để ta lấy lại viên ngọc và tìm ra kẻ cắp. Và đây cũng là cơ hội hiếm có để ông làm nên. Sáng mai tên ăn cắp ngọc đội lớp thần danh y sẽ vào cung chữa bệnh cho công chúa. Ông hãy tìm cách xin vào, đi lẫn theo đám quan triều đình vào cung thăm công chúa. Khi nào thấy ai đem viên ngọc ra thì ông lập tức đến tàu vua xin cho bắt giam kẻ đó lại. À, thả tôi ra! Thưa hoàng thượng, đây là viên ngọc cải tử hoàn sinh và đây là cốc thần. Chỉ có cốc thần và tôi mới dùng được viên ngọc này để cứu sống người chết. Hôm qua tên kia đã cướp giật lấy viên ngọc của tôi, nhưng hắn không biết rằng hắn không đời nào sử dụng được viên ngọc nếu không có sự đồng ý của cốc thần. Nhờ ơn nhà vua, nay đã lấy lại được viên ngọc, tôi sẽ xin cứu sống công chúa. Tốt lắm! Nếu nhà ngươi cứu sống được con ta thì ta quyết giữ lời đã hứa. Ôi, công chúa tỉnh rồi, tỉnh rồi, tốt lắm. Như lời ta đã nói, từ nay cậu là phò mã. Còn tên danh y trộm, tên trộm kia, hãy mang nhốt vào nhà lao, chờ ngài xét xử. Được vua nhận làm phò mã, nhưng chàng nho sĩ không quên bước vào trường thi. Chàng đã làm được bài văn hay nhất trong đám sĩ tử và được các quan trung khảo chọn làm trạng nguyên. Trạng lại được toàn thể triều thần tôn lên giữ chức phó tể tướng. Phó tể tướng lại càng yêu mến Cốc Tía và luôn giữ Cốc Tía ở bên cạnh mình. Sứ giả thần chết. Ngày xưa, thuở mới khai thiên lập địa, các vị thần trong thiên giới mới được bổ nhiệm chức sắc. Dừng lại ngay! Tên nhãi nhép mà cũng đòi ra lệnh sao? Ta chỉ cần dùng 2 ngón tay kẹp chặt ngươi vào giữa là ngươi đủ chết bẹp rồi. Ngươi là ai mà dám to gan cản đường đi của ta hả? Ta là thần chết, chẳng một ai có thể cưỡng lại ta. Ngươi cũng vậy thôi, đã đến thời khắc của ngươi rồi. Hãy lắng nghe ta ra lệnh đi. Đừng có hòng ra lệnh cho ta. Đừng có mà ngoan cố chống lại ta. Ngươi có sức mạnh thế nào cũng không chống lại được thần chết đâu. Để xem thần chết như ngươi thì có được miễn tử không. Ngươi không được làm thế. À! Giờ thì mình đã hiểu vì sao thần vũ trụ lại nói sứ mệnh của mình sẽ phải đối diện với nhiều phản kháng nhất, đáng sợ nhất. Nước, nước, không có nước mình sẽ không thể nào gượng dậy được. Mọi việc sẽ ra sao nếu mình cứ nằm ở đây? Sẽ chẳng có ai chết nữa. Trên trần gian sẽ chật ních những người là người. Người sẽ đông đúc đến mức không còn chỗ mà đứng. Mới sáng sớm mà đã nắng như thiêu như đốt thế này. Trời ơi, thật là tội nghiệp, anh ta bị bỏng nặng quá. Anh mau uống nước đi đã, miệng khát khô cả lại thế này rồi. Anh không phải là người bình thường.
Anh bạn có đoán được ta là ai không? Không, anh lạ lắm, tôi không biết. Ta là thần chết đây. Trời, tôi có nghe nói, không ngờ lại gặp anh sớm thế, cuộc sống của tôi phải chấm dứt rồi ư? Lần này không phải ta đến gặp anh, mà anh đã cứu ta. Hỡi chàng trai tốt bụng, giá mà ta có thể quên anh để không gặp lại nữa nhỉ? Nhưng tiếc là ta không được phép quên. Đối với anh bạn cũng như vậy, không có ngoại lệ. Nhưng để tỏ lòng cảm ơn anh đã giúp ta, ta sẽ cho anh một đặc ân. Ta hứa sẽ không đến bất chợt kéo anh đi, mà sẽ cử sứ giả tới báo trước, rồi ta mới tới. Biết trước được thần chết lúc nào sẽ tới thì còn gì bằng. Đó là diễm phúc lớn cho tôi rồi. Trải qua bao mùa hạn, bao mùa mưa lũ, cả những mùa màng bội thu, tuổi thanh xuân của chàng trai rồi cũng qua đi. Tuổi già của anh ập tới cùng với bệnh tật, đau ốm. Ngày ấy gặp thần chết mà vẫn ung dung, còn bây giờ, thậm chí là biết sẽ được gặp sư giả thần chết trước, nhưng sao mình vẫn thấy sợ. Mình không muốn rời xa ngôi nhà này, rời xa người thân. Không, mình không muốn gặp sư giả nào hết. Chỉ cần không gặp hắn là mình sẽ không phải gặp thần chết. Ông nội ơi, ông ra ngoài chơi với tụi cháu đi ạ. Ông gấp thuyền giấy cho tụi cháu đi thả sông ông nhé. Ông không ra đâu, lát nữa mấy đứa vào đây đi. Ông các cháu có nhà không? Dạ, ông cháu ở trong nhà, nhưng hình như ông mệt nên không muốn gặp ai bà ơi. Dạo này ông cứ như là sợ gặp ai ấy. Lúc nào ông cũng ở tiệc trong phòng đóng cửa. Thần chết ư? Ông giờ hãy đi theo ta. Giờ vĩnh biệt trần gian của ông đã điểm. Không thể nào. Người định thất hứa hay sao? Năm đó chính người có hứa với tôi. Trước tiên người cho sư giả tới báo khi nào người tới gọi tôi đi. Nhưng tôi chưa thấy sư giả nào tới báo cả. Lặng im nghe ta nói này. Ta đã liên tiếp cho sư giả tới. Ông đã bị những cơn sốt, những cơn ho hành hạ, mất ăn, mất ngủ, người gầy rộc đi từng ngày. Rồi những cơn choáng váng trong đầu, những cơn đau khắp mình mẩy. Tất cả những cái đó chính là sư giả của ta. Thì ra, đó chính là sư giả của người. Ta ban cho ông đặc ân biết trước khi nào ta sẽ tới. Mà xem ra, chính điều đó lại làm khổ ông. Những ngày tháng cuối ở nhân gian của ông lại khốn khổ, bất an. Tôi... Hỡi người nông dân chất phác năm nào, người ân nhân của ta, giờ để ông theo ta. Ta biết ông sẽ không cam lòng. Ta sẽ cho ông một đặc ân nữa. Lần này ta chưa đưa ông đi. Quy luật sinh tử không ai tránh khỏi. Ông hãy bình tĩnh đón nhận, thanh thản tận hưởng cuộc sống chừng nào còn ở trên nhân gian. Cảm ơn đặc ân của người. Bấy lâu nay mình vì sợ sư giả của thần chết, sợ thần chết tới, bao nhiêu nỗi sợ đã khiến mình bỏ lỡ những niềm vui cuộc sống, niềm hạnh phúc bên người thân. Ông nội gấp thuyền đẹp quá, ông đi thả thuyền với chúng cháu ăn nhé. Tất nhiên rồi, ông cháu mình sẽ cùng đi. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên không ai có thể cưỡng lại được. Quan trọng là chúng ta hãy sống hết mình và sống ý nghĩa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.